3 là trả lời thích hợp tùy theo câu hỏi, gọi là tùy vấn đáp. 4 là trả lời bằng cách phớt lờ xem như không nghe, gọi là trí đáp. Thiện nam tử, thế nào là trả lời bằng cách xác định chắc chắn, như hỏi rằng tạo nghiệp ác sẽ được quả thiện hay quả bất thiện? Như vậy nên đáp một cách chắc chắn rằng sẽ phải chịu quả bất thiện. Đối với việc tạo nghiệp lành cũng nên trả lời chắc chắn như vậy sẽ được quả báo tốt lành. Như hỏi rằng Như Lai có phải là bậc nhất thiết trí, rõ biết tất cả hay chăng? Như vậy nên đáp một cách chắc chắn rằng đúng là bậc nhất thiết trí. Như hỏi rằng Phật pháp có thanh tịnh chăng? Như vậy nên đáp một cách chắc chắn rằng nhất định là thanh tịnh. Như hỏi rằng đệ tử của Như Lai có làm theo đúng pháp chăng? Như vậy nên đáp một cách chắc chắn rằng có làm theo đúng pháp. Như thế gọi là trả lời bằng cách xác định chắc chắn. Thế nào là trả lời bằng cách phân biệt giải thích? Như ta có giảng về giáo pháp bốn chân đế, thế nào là bốn? Đó là khổ tập diệt đạo. Thế nào gọi là khổ đế? Vì có tám nỗi khổ nên gọi là khổ đế. Thế nào là tập đế? Vì năm ấm là nhân hợp lại nên gọi là tập đế. Thế nào gọi là diệt đế? Vì tham sân si đều dứt hết nên gọi là diệt đế. Thế nào gọi là đạo đế? Vì có 37 pháp trợ đạo nên gọi là đạo đế. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Thế nào là trả lời thích hợp tùy theo câu hỏi? Như ta có dạy rằng tất cả các pháp đều vô thường. Lại có người hỏi Như Lai Thế Tôn vì những pháp gì mà nói lý vô thường? Liền đáp rằng vì pháp hữu vi nên Như Lai nói lý vô thường, đối với lý vô ngã cũng thế. Như Phật có dạy tất cả các pháp thế gian đều như lửa dữ thiêu đốt. Kẻ khác lại hỏi Như Thế Tôn vì những pháp gì mà nói rằng tất cả các pháp thế gian như lửa dữ thiêu đốt? Liền đáp rằng vì tham sân si nên Như Lai nói rằng tất cả pháp thế gian đều như lửa dữ thiêu đốt. Như thế gọi là trả lời thích hợp tùy theo câu hỏi. Thiện nam tử, Như Lai có đủ các pháp như 10 lực, 4 vô sở úy, đại từ đại bi, 3 niệm xứ, 8 vạn ức, các môn tam muội như tam muội thủ lăng nghiêm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 35 ngàn các môn tam muội như tam muội ngũ trí ấn, 4.200 các môn tam muội như tam muội kim cang, tam muội phương tiện, vô lượng vô biên các pháp như vậy đều là tánh của tánh Phật của Phật. Tánh Phật ấy có 7 đức thường ngã, lạc, tịnh, chân, thật và thiện. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Thiện nam tử, tánh Phật của vị Bồ Tát thọ thân sau cùng có 6 đức thường, tịnh, chân, thật, thiện, thấy được phần nhỏ. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Theo như câu hỏi của ông trước đây, những kẻ rất mất căn lành có tánh Phật hay không? Những kẻ ấy cũng có tánh Phật của Như Lai, cũng có tánh Phật của Bồ Tát thọ thân sau cùng. Vì hai tánh Phật ấy bị che lấp ở đời vị lai nên gọi là không. Vì rốt cùng rồi sẽ đạt được tánh Phật nên gọi là có. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Tánh Phật của Như Lai không thuộc về quá khứ hiện tại vị lai. Tánh Phật của vị Bồ Tát thọ thân sau cùng là thuộc về hiện tại và vị lai. Vì thấy được một phần nhỏ tánh Phật nên gọi là hiện tại. Vì chưa thấy được trọn vẹn nên gọi là vị lai. Nhân tánh Phật của Như Lai khi chưa chứng Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cũng là quá khứ hiện tại vị lai. Nhưng quả thì không như vậy. Có thuộc về ba đời cũng có không thuộc về ba đời. Nhân tánh Phật của vị Bồ Tát thọ thân sau cùng cũng là quá khứ hiện tại vị lai. Vì quả cũng giống như vậy. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Với hàng Bồ Tát chùa địa vị thứ 9, tánh Phật có 6 đức thường, thiện, chân, thật, thanh tịnh, có thể thấy nhân tánh Phật của vị này cũng thuộc về quá khứ hiện tại vị lai và quả cũng giống như vậy. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Từ hàng Bồ Tát trụ ở địa vị thứ 8 xuống đến hàng trụ ở địa vị thứ 6, tánh Phật có 5 đức chân, thật, tịnh, thiện, có thể thấy nhân tánh Phật của các vị này cũng là quá khứ hiện tại vị lai và quả cũng giống như vậy. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Từ hàng Bồ Tát trụ ở địa vị thứ 5 xuống đến hàng sơ trụ, tánh Phật có 5 đức, một là chân, hai là thật, ba là tịnh, bốn là có thể thấy, năm là thiện và bất thiện. Thiện nam tử, tánh Phật có 5 đức, 6 đức hoặc 7 đức ấy, những kẻ rất mất căn lành cuối cùng rồi cũng sẽ đạt được. Vì vậy nên có thể nói rằng họ có tánh Phật. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Như có người nói rằng kẻ rất mất căn lành nhất định là có tánh Phật, hoặc nói rằng nhất định là không có tánh Phật,
Đó là trường hợp cần phải trả lời bằng cách phớt lờ xem như không nghe. Bồ Tát Ca Diếp thưa hỏi, Bạch Thế Tôn, con nghe nói rằng không đưa ra câu trả lời mới gọi là trả lời bằng cách phớt lờ. Nay nhân duyên gì? Vì nhân duyên gì Như Lai thật có trả lời mà gọi là phớt lờ? Phật dạy, thiện nam tử, ta cũng không nói rằng gạt sang một bên không trả lời mới gọi là trả lời bằng cách phớt lờ. Thiện nam tử, trả lời bằng cách phớt lờ có hai ý nghĩa. Một là ngăn chặn vấn đề không cho phát triển thêm, hai là không vướng mắc vào vấn đề ấy. Do những nghĩa đó nên mới gọi là trả lời bằng cách phớt lờ. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, theo lời Phật dạy thì thế nào là nhân cũng thuộc về quá khứ hiện tại vị lai, quả cũng thuộc về quá khứ hiện tại vị lai, lại cũng không thuộc về quá khứ hiện tại vị lai? Phật dạy, thiện nam tử, năm ấm có hai loại, một là nhân, hai là quả. Nhân của năm ấm này là thuộc về quá khứ hiện tại vị lai, quả của năm ấm này cũng thuộc về quá khứ hiện tại vị lai, mà cũng không thuộc về quá khứ hiện tại vị lai. Thiện nam tử, hết thảy vô minh phiền não trói buộc đều là tánh Phật. Vì sao vậy? Vì là nhân của tánh Phật, do nơi vô minh hành và các phiền não mà được năm ấm hiển thiện gọi là tánh Phật, do nơi năm ấm hiển thiện mà tu tiến cho đến đạt được quả vị an đậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cho nên trước đây trong kinh ta có dạy rằng tánh Phật của chúng sanh như máu lẫn với sữa. Máu đó là vô minh hành, tất cả phiền não. Sữa đó là năm ấm hiền thiện. Cho nên ta dạy rằng, do nơi phiền não và năm ấm hiền thiện mà đạt được an đậu đa la tam miệu tam bồ đề. Như thân của chúng sanh đều do nơi tinh huyết mà thành. Tánh Phật cũng vậy, hàng tu đà hoàn và tư đà hàm dứt trừ được một ít phiền não. Tánh Phật nơi họ ví như sữa tươi. Tánh Phật ở hàng ana hàm ví như kem sữa. Tánh Phật ở các vị A-la-hán ví như bơ sống. Từ các vị Phật Bích Chi lên đến Bồ-Tát trụ ở địa vị thứ 10, tánh Phật ví như bơ chín. Tánh Phật ở Như Lai ví như đề hồ. Thiện nam tử, vì phiền não hiện tại làm chướng ngại nên chúng sanh không thấy được tánh Phật. Ví như ở Hương Sơn có loài cỏ nhẫn nhục, nhưng không phải tất cả bò đều được ăn cỏ ấy. Tánh Phật cũng vậy. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt, giải thích. Bồ Tát Ca Diếp lại thử hỏi, Bạch Thế Tôn, tánh Phật có 5 đức, 6 đức, 7 đức. Nếu đến đời vị lai mới có, vì sao nói rằng những kẻ rất mất căn lành có tánh Phật? Phật dạy, thiện nam tử, như các chúng sanh đều có nghiệp quá khứ. Do nghiệp ấy làm nhân nên trong hiện tại phải chịu quả báo, lại có nghiệp vị lai. Nhưng vì nghiệp ấy chưa sanh nên chưa có quả báo, lại có phiền não trong hiện tại. Nếu không có phiền não ấy thì lẽ ra tất cả chúng sanh đều thấy được, thấy rõ được tánh Phật ngay trước mắt. Vì thế, những kẻ rất mất căn lành là do nhân duyên phiền não trong đời hiện tại khiến cho rất mất căn lành. Nhờ sức của tánh Phật trong đời vị lai làm nhân duyên, nên căn lành có thể được sanh trở lại. Bồ Tát Ca Diếp lại thừa hỏi, Bạch Thế Tôn, làm thế nào mà những kẻ đã rất mất căn lành trong đời vị lai có thể sanh lại căn lành? Phật dạy, thiện nam tử, ví như ngọn đèn và mặt trời, tuy chưa xuất hiện, nhưng tính chất của chúng vẫn là có thể phá trừ sự tối tăm. Tự tánh trong tương lai có thể sanh ra tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật, Thế Tôn, nếu nói rằng năm ấm là tánh Phật, vì sao lại dạy rằng tánh Phật của chúng sanh chẳng phải trong chẳng phải ngoài? Phật dạy, thiện nam tử, do nhân duyên gì mà ông lại có sự sơ ý đến thế? Trước đây ta chẳng đã nói rằng tánh Phật của chúng sanh là trung đạo đó sao? Bồ Tát Ca Diếp thưa, Bạch Thế Tôn, con thật không phải sơ ý, chỉ vì những chúng sanh đối với nghĩa trung đạo không hiểu nổi nên con mới phải thưa hỏi lại. Phật dạy, thiện nam tử, chỗ mà chúng sanh không hiểu đó tức là trung đạo, hoặc có lúc có người hiểu được, có người không hiểu được. Thiện nam tử, ta vì những chúng sanh có thể hiểu được nên nói rằng tánh Phật chẳng phải trong, chẳng phải ngoài. Vì sao vậy? Những chúng sanh phàm phu hoặc nói rằng tánh Phật ở trong năm ấm, như trong cái bát có đựng trái cây, hoặc nói rằng tánh Phật lìa khỏi năm ấm như hư không. Do đó Như Lai thuyết dạy lý trung đạo, tánh Phật của chúng sanh không ở trong sáu nhập, không ở ngoài sáu nhập, trong ngoài hợp nhau nên gọi là trung đạo. Vì thế Như Lai dạy rằng tánh Phật tức là trung đạo, chẳng phải trong chẳng phải ngoài nên gọi là trung đạo. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Lại nữa, thiện nam tử, thế nào gọi là chẳng phải trong chẳng phải ngoài? Thiện nam tử, có người nói tánh Phật tức là ngoại đạo. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát Ma Ha Tát trải qua vô lượng kiếp ở trong ngoại đạo, dứt trừ các phiền não, điều phục tự tâm, giáo hóa chúng sanh, sau đó mới đạt được an đậu đa la tam miệu tam bồ đề. Vì vậy tánh Phật tức là ngoại đạo.
Hoặc có người nói, tánh Phật tức là ở trong chánh đạo. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát tuy trải qua vô lượng kiếp tu tập ngoại đạo, nhưng nếu hút liều ngoài chánh đạo, ắt không thể đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì vậy, tánh Phật tức là ở trong chánh đạo. Do đó, Như Lai vì ngăn chặn cả hai ý kiến sai lệch như thế mà nói rằng, tánh Phật chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, cũng là trong ngoài, đó gọi là trung đạo. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt, giải thích. Lại nữa, thiện nam tử, có người nói tánh Phật tức là thân kim cang của Như Lai, có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Vì sao vậy? Vì thân Phật không hư dối. Hoặc có người nói tánh Phật tức là 10 sức, 4 vô sở úy, đại từ, đại bi, 3 niệm xứ, thủ lăng nghiêm và tất cả tam muội. Vì sao vậy? Vì nhân nơi các tam muội ấy sinh ra thân Phật kim cang, có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Do đó, Như Lai vì ngăn chặn cả hai ý kiến sai lệch như thế mà nói rằng, tánh Phật chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, cũng là trong, ngoài, đó gọi là trung đạo. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt, giải thích. Lại nữa, thiện nam tử, có người nói tánh Phật là sự suy xét khéo léo trong lòng. Vì sao vậy? Vì nếu lìa khỏi sự suy xét khéo léo thì Bồ Tát không thể đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì thế tánh Phật là sự suy xét khéo léo trong lòng. Hoặc có người nói tánh Phật là được nghe pháp từ người khác. Vì sao vậy? Vì được nghe pháp từ người khác ắt có thể suy xét khéo léo trong lòng. Nếu không được nghe pháp ắt không thể suy xét. Vì thế tánh Phật là được nghe pháp từ người khác. Do đó, Như Lai vì ngăn chặn cả hai ý kiến sai lệch như thế mà nói rằng tánh Phật chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, cũng là trong, ngoài, đó gọi là trung đạo. Lại nữa, thiện nam tử, có người nói tánh Phật là bên ngoài, ấy là bố thí ba la mật, nhà pháp bố thí ba la mật mà đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cho nên nói rằng bố thí ba la mật tức là tánh Phật. Hoặc có người nói tánh Phật là bên trong, ấy là năm pháp ba la mật còn lại. Vì sao vậy? Vì lìa khỏi năm pháp này không có nhân và quả của tánh Phật. Vì thế nên nói rằng năm pháp ba la mật này tức là tánh Phật. Do đó, Như Lai vì ngăn chặn cả hai ý kiến sai lệch như thế mà nói rằng tánh Phật chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, cũng là trong, ngoài, đó gọi là trung đạo. Lại nữa, thiện nam tử, có người nói tánh Phật ở bên trong như hạt bảo châu ở nơi trán của người lực sĩ. Vì sao vậy? Vì thường lạc ngã tịnh của tánh Phật giống như bảo châu. Vì thế nên nói rằng tánh Phật ở bên trong. Hoặc có người nói tánh Phật ở bên ngoài như kho báu của người đàn bà nghèo. Vì sao vậy? Vì nhờ có phương tiện mới thấy được kho báu ấy. Tánh Phật cũng như thế, ở bên ngoài chúng sanh, nhờ dùng phương tiện mới có thể thấy được. Do đó, Như Lai vì ngăn chặn cả hai ý kiến sai lệch như thế mà nói rằng tánh Phật chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, cũng là trong, ngoài, đó gọi là trung đạo. Thiện nam tử, tánh Phật của chúng sanh chẳng phải có, chẳng phải không. Vì sao vậy? Tánh Phật tuy là có nhưng chẳng phải như hư không. Vì sao vậy? Vì hư không ở thế gian dù có dùng đến vô lượng phương tiện khéo léo cũng không nhìn thấy được, còn tánh Phật là có thể thấy. Vì thế tuy tánh Phật là có nhưng chẳng phải như hư không. Tánh Phật tuy là không nhưng chẳng giống như sừng thỏ. Vì những thứ như lông rùa, sừng thỏ dù có vô lượng phương tiện khéo léo cũng chẳng sanh ra được, tánh Phật thì có thể sanh ra, nên tuy là không nhưng chẳng giống với lông rùa, sừng thỏ. Cho nên tánh Phật là chẳng phải có, chẳng phải không, lại cũng có, cũng không. Sao gọi là có? Vì tất cả chúng sanh đều có, tánh Phật nơi các chúng sanh đều không dứt đoạn, không diệt mất, như ngọn đèn cháy mãi cho tới khi đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì thế nên gọi là có. Sao gọi là không? Vì tất cả chúng sanh hiện tại chưa có tất cả những đức thường lạc ngã tịnh của Pháp Phật. Vì thế nên gọi là không. Có và không hợp với nhau tức là trung đạo. Cho nên Phật dạy rằng tánh Phật của chúng sanh chẳng phải có, chẳng phải không. Thiện nam tử, như có người hỏi trong hạt giống có quả hay không có quả, nên đáp một cách chắc chắn rằng cũng có cũng không. Vì sao vậy? Vì nếu lìa ngoài hạt giống thì không thể có quả nên gọi là có. Vì hạt giống thật chưa nảy mầm nên gọi là không. Vì nghĩa ấy nên nói rằng cũng có cũng không. Vì sao nói như vậy? Vì cho dù hoàn cảnh có khác nhưng thể chất của hạt giống vẫn là một. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy. Nếu nói trong chúng sanh riêng có những người có tánh Phật, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Vì chúng sanh tức là tánh Phật. Tánh Phật tức là chúng sanh, chỉ là hoàn cảnh, thời điểm khác nhau nên có tịnh và bất tịnh. Thiện nam tử, như có người hỏi hạt giống có thể sanh quả chăng? Quả có thể sanh hạt giống chăng? Nên đáp một cách chắc chắn rằng cũng sanh cũng không sanh. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, như người đời nói rằng trong sữa có kèm sữa, nghĩa ấy là thế nào?
Phật dạy, thiện nam tử, nếu nói rằng trong sữa có kem sữa, đó gọi là vướng chấp. Nếu nói rằng không có kem sữa thì đó là hư dối. Lìa khỏi hai việc ấy nên nói chắc chắn rằng cũng có, cũng không. Vì sao gọi là có? Vì từ nơi sữa sanh ra kem sữa. Sữa là nhân, kem sữa là quả, cho nên gọi là có. Vì sao gọi là không? Vì hình sắc và mùi vị của hai thứ khác nhau, công dụng cũng không giống nhau. Bệnh nhiệt dùng sữa, bệnh hàn dùng kem sữa. Sữa gây bệnh hàn, kem sữa gây bệnh nhiệt. Thiện nam tử, nếu nói rằng trong sữa sẵn có tánh kem sữa, sữa tức là kem tức là sữa, vậy tánh ấy vẫn là một, do nhân duyên gì mà sữa xuất hiện trước, còn kem chẳng sanh ra trước? Nếu có nhân duyên, vì sao tất cả người đời lại không nói được? Nếu không có nhân duyên, vì sao kem sữa không xuất hiện trước? Nếu kem sữa không xuất hiện trước, vậy ai đã tạo ra thứ tự xuất hiện? Sữa, kem sữa, bơ sống, bơ chín, đề hồ. Vậy nên biết rằng kem sữa vốn trước là không, sau mới có. Nếu là trước không, sau có thì là pháp vô thường. Thiện nam tử, nếu có kẻ nói sữa có tánh kem sữa nên có thể sanh ra kem sữa, như nước không có tánh kem sữa nên không thể sanh ra kem sữa, nghĩa ấy cũng chẳng đúng. Vì sao vậy? Vì nước và cỏ đều có tánh của sữa, kem sữa. Vì sao? Vì nước và cỏ là nhân sanh ra sữa và kem sữa. Nếu nói rằng trong sữa nhất định có tánh của kem sữa, trong nước và cỏ không có tánh của kem sữa, đó là lời nói hư dối. Vì sao vậy? Vì tâm phán xét không bình đẳng nên gọi là hư dối. Thiện nam tử, nếu nói rằng trong sữa nhất định có tánh của kem, trong kem nhất định có tánh của sữa, vậy do nhân duyên gì mà sữa tạo thành kem, nhưng kem không tạo thành sữa? Nếu không có nhân duyên thì nên biết rằng kem sữa ấy vốn trước là không mà sau mới có. Vì thế người có trí nên nói rằng trong sữa chẳng phải có tánh kem, cũng chẳng phải không có tánh kem. Thiện nam tử, cho nên trong kinh này Như Lai có dạy rằng, nếu nói tất cả chúng sanh nhất định đều có tánh Phật, đó là vướng chấp. Nếu nói rằng không có tánh Phật, đó là hư dối. Người có trí nên nói rằng tánh Phật của chúng sanh cũng là có, cũng là không. Thiện nam tử, có bốn điều hợp lại sanh ra nhãn thức. Những gì là bốn? Một là con mắt, hai là hình sắc, ba là ánh sáng, bốn là ý muốn thấy. Nhưng tánh của nhãn thức ấy không phải mắt, không phải hình sắc, không phải ánh sáng, cũng không phải ý muốn thấy. Do có sự hợp lại nên mới có nhãn thức. Nhãn thức ấy vốn trước là không, sau mới có rồi lại trở thành không. Vậy nên biết rằng không sẵn có tánh. Tánh kèm trong sữa cũng là giống như vậy. Nếu nói rằng vì trong nước không có tánh kem nên không sanh ra kem, vì thế nên trong sữa nhất định là có tánh kem, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Thiện nam tử, tất cả các pháp, nhân khác thì quả khác. Cũng không phải một nhân sanh tất cả quả, không phải tất cả quả đều do một nhân sanh ra. Thiện nam tử, cũng như do nơi bốn điều kiện hợp lại sanh ra nhãn thức, nhưng lại không thể nói rằng do nơi bốn điều kiện ấy sanh ra nhĩ thức. Thiện nam tử, nếu không có các phương tiện thích hợp thì sữa không thể thành kem sữa không thể thành bơ, cần phải có các phương tiện. Thiện nam tử, người có trí không thể nhận thức rằng không có các phương tiện mà sữa có thể thành kem sữa. Về việc sanh ra bơ sống cũng vậy, không thể lìa bỏ phương tiện mà có. Thiện nam tử, cho nên trong kinh này ta nói rằng do nhân sanh nên pháp có, do nhân diệt nên pháp không. Thiện nam tử, như muối có tánh mặn, có thể làm cho những vật không mặn trở nên mặn. Nếu những vật không mặn trước đã sẵn có tánh mặn, sao người đời chẳng gọi những vật ấy là muối? Nếu không có tánh mặn thì nên biết rằng trước vốn không, sau mới có. Vì có duyên bên ngoài nên mới thành mặn. Nếu nói rằng tất cả những vật không mặn đều có tánh mặn, nhưng vì quá vi tế nên không biết được. Do tánh mặn vi tế ấy nên muối mới có thể làm cho vật trở nên mặn. Nếu vật không có tánh mặn, dù có cho muối cũng không thể làm cho thành mặn. Ví như hạt giống tự có bốn đại, đại nhờ bốn đại là duyên bên ngoài nên có thể tăng trưởng từ mầm mộng thành thân, cành, lá. Tánh của muối cũng như thế, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Nếu vật không mặn vốn sẵn có tánh mặn, thì muối lẽ ra cũng sẵn có tánh vi tế không mặn. Nếu muối có hai tánh như vậy thì nhân duyên gì mà ngoài những vật không mặn ra không dùng riêng chất muối? Vì thế nên biết rằng muối vốn không có hai tánh. Cũng giống như muối, tất cả những vật không mặn đều không có hai tánh, mặn và không mặn. Nếu nói rằng sức của bốn đại bên ngoài có thể làm tăng trưởng bốn đại bên trong, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Vì nói như vậy chỉ là theo thứ tự, không do nơi phương tiện. Do nơi sữa mà được kem sữa, bơ sống, cho đến tất cả các pháp cũng đều như vậy. Không phải do nơi phương tiện mà được, nghĩa ấy thật không đúng. Bốn đại cũng giống như vậy.
Nếu nói do nơi bốn đại bên ngoài làm tăng trưởng bốn đại bên trong, không thấy việc do nơi bốn đại bên trong làm tăng trưởng bốn đại bên ngoài. Vậy vì sao trái thi lỵ xa trước không có hình thể tính chất gì, nhưng khi sao mão hiện thì trái ấy sanh ra dài đến năm tấc? Như loại trái này thật không nhân nơi bốn đại bên ngoài mà tăng trưởng. Thế nam tử, như ta có nói, 12 bộ kinh có khi ta tự ý thuyết giảng, hoặc có khi tùy theo ý chúng sanh mà thuyết giảng, hoặc cũng có khi vừa là tự ý ta, vừa cũng tùy theo ý chúng sanh mà thuyết giảng. Sao gọi là ta tự ý thuyết? Như có 500 vị tỳ kheo hỏi Xá Lợi Phất rằng: Đại Đức, Phật nói nhân sanh ra thân này là gì? Xá Lợi Phất đáp: Các vị Đại Đức, các vị mỗi người đều đạt được sự giải thoát chân chánh, lẽ ra phải tự biết việc ấy. Vì duyên cớ gì mà hỏi như vậy? Có một tỳ kheo nói: Đại Đức, khi tôi chưa đạt được giải thoát chân chánh, ý tôi cho rằng vô minh là nhân sanh ra thân này. Trong khi quan sát như vậy thì tôi chứng đắc quả A-la-hán. Lại có người nói: Đại Đức, khi tôi chưa đạt được giải thoát chân chánh, ý tôi cho rằng thọ và vô minh là nhân sanh ra thân này. Trong khi quan sát như vậy thì tôi chứng đắc quả A-la-hán. Cũng có người nói rằng hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, ẩm thực, ngoạ cụ là nhân sanh ra thân này. Bấy giờ trong 500 tỳ kheo, mỗi người tự nói chỗ hiểu của mình rồi cùng nhau đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ dưới chân Phật, rồi đi quanh ba vòng về bên phải, lễ bái xong liền ngồi xuống một bên theo thứ tự. Ai nấy đều đem chỗ hiểu của mình như trên mà trình lên Phật. Xá Lợi Phất bạch Phật: Thế Tôn, trong những vị này ai nói đúng, ai nói không đúng? Phật bảo Xá Lợi Phất: Lành thay, lành thay, trong các tỷ kheo này không ai nói sai cả. Xá Lợi Phất thừa hỏi: Thế Tôn, ý Phật là thế nào? Phật dạy: Xá Lợi Phất, ta vì chúng sanh dục giới nên mới nói rằng cha mẹ là nhân sanh ra thân này. Những trường hợp nói kinh như vậy gọi là do ta tự ý thuyết giảng. Sao gọi là tùy theo ý chúng sanh mà thuyết giảng? Như có lần trưởng giả Bà Chá La đến chỗ ta nói rằng: Cổ Đàm, ông có biết sự huyễn hóa chăng? Nếu ông biết huyễn thì ông là kẻ đại huyễn, nếu ông không biết huyễn thì không phải bậc nhất thiết trí. Ta liền hỏi trưởng giả: Ai biết được sự huyễn hóa? Có phải